Đi xa xuống. Hôm nay má Mai rất là vui và rất là hạnh diện là đến nhà của Mai Khanh. Mai Khanh đây, quá giờ quay qua đây đây, người đẹp đây, và ông xã là Trung và cô con gái rất là dễ thương là My Love Boss and Balloon and My Love and My Anh. Nên tên nhiều quá vậy con. Ok. Rồi mời tất cả những người đến đây là chị Minh Trí nè, thấy chưa? Rồi chị Linh Đa nè. Đó, Uncle Ted behind you. Hello. Rồi. Yeah. Yeah. Rồi. Jasmine nữa. Đâu thấy chưa? Rồi tao phu nó quên tao phu. Trời lo nhớ tao phu mà quên ông xã tôi. Rất là vui khi mà rất là vui khi mà bữa nay là chị Mai Mai Khanh là biểu diễn là món cháo vịt. Thấy chưa? Rồi cơm trái ăn cho nó mau no luôn. Xôi, xôi, xôi. Rồi gỏi vịt. Rồi, anh xin bộ nữa. Gỏi vịt. Gỏi vịt, gỏi vịt. Đây, đứng đây. Anh xin bộ đây vô nè, quay anh nè. Chú sẽ phụ nè. Đây là chủ nhân. Rồi, bữa nay là Mai Khanh nấu cháo vịt tại mấy chị nha. Đó, bữa nay rất là vui. Cô Khôi gọi gặp nhau để vui vẻ. It's nice to meet you all and we make a new friendship. Yeah, very nice. Dễ thương dễ sợ luôn á, một cái gia đình này. I love it.